Tôi muốn hỏi là ở đây ai chưa từng làm new mentor? Và bây giờ mỗi cặp các bạn sẽ có 15 phút để thực hiện hoạt động photoshoot này. Nè, gòi dối cho chưng nha. Nhưng mà như này chị sẽ không có thế, chị sẽ bị đổ ra trước như này này. Thì em sẽ quay qua đây thì sẽ có thế khác nữa, chị hiểu không? Hoang mang hồ bị Ngương. Thì khi mà Ngương không nói được thì Ngương sẽ hành động. Chị biết cái thế này không? Yoga hả? Cái thế này, đúng rồi. Thật luôn á hả em? 3. Rồi, action nha. 3, 2, 1. Cho chị xuống một tí được không? Đau đấy. Và ngày hôm nay hoạt động của Proving Area chính là chụp hình ảnh bìa cho tạp chí L'Official. Phương là một người hoạt động rất là lâu năm rồi, chụp rất nhiều tạp chí nhưng mà chưa một lần nào được lên bìa cả. Mình nhẹ nhàng, cảm xúc như ánh mắt mình nó quyết liệt. Về phần nội dung, lần này mỗi team sẽ thực hiện một photoshoot lấy cảm hứng từ chủ đề nữ quyền trong những bài thơ của thi sĩ Hồ Xuân Hương, cùng với những món trang sức cao cấp và xa xỉ nhất thương hiệu Bulgari. Em rất là áp lực tại vì đeo trên người đồ tiền tỷ. Chị sẽ nhìn thẳng, chị hơi lắc người. Lắc người gì? Chị hơi lắc người nhìn thẳng vào ống kính ha. Rồi nhìn thẳng, cứ nhìn thẳng này. Rồi cái thần thái, cái ánh mắt của các bạn như nào? Ok. Này Ngân ơi, cái tay cảm giác nó chưa chắc. Em phải cảm giác như em ngồi xuống đất luôn. Thanh ơi, tựa hẳn vào mi mà dáng vô địch cơ mà. In this cover, I feel like you guys want to stay at the Moon King. Why are you sorry? Fake. Why are you so rude? Are you eating Luke today? Yeah, I swallowed her for breakfast. Oh my goodness. In the 36 years of my career, I have done thousands and thousands of covers. So today, I could be the hottest judge. Cái giây phút đấy, ban cũng rất là muốn khóc. Mọi thứ phải công tâm như theo ý của Hương Giang ạ. Hương Giang giữ điều đó mà dùng. Đón xem tập 7 The New Mentor, người mẫu toàn năng, được phát sóng vào thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023, lúc 20 giờ trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment và lúc 20:30 trên kênh On Sport Cộng thuộc VTV Cup.